Lý do rất nhiều chú làm rất nhiều việc rất giỏi nhưng không có tiền vì chú không có khả năng quản trị. Và cái này người ta gọi là quản trị kinh doanh. Rồi ạ, à, vậy thì tôi thu gọn lại là tổng kết là phòng kinh doanh là làm cái gì? Một là bạn phải phân tích sản phẩm dịch vụ. Thì cái sản phẩm dịch vụ này có thể bạn sản xuất hoặc bạn đi nhập hàng về và bạn tìm ra khách hàng mục tiêu và tìm ra thị trường mục tiêu ba việc nhé phân tích sản phẩm dịch vụ tìm khách hàng mục tiêu và tìm thị trường mục tiêu ví dụ như mình đi tán gái phân tích sản phẩm dịch vụ xem là mình là ai là chí phèo hay là doanh nhân nếu là chí phèo thì khách hàng mục tiêu là thị nở à, nếu là doanh nhân thì mà đại gia thì là gì ạ khách hàng mục tiêu là chân dài có vậy thôi. Và chân dài thì ở đâu ạ? À? Trong trường múa. Ồ, còn thị nở thì ở đâu? Trong lò gạch. Đấy, có vậy thôi, đấy là thị trường mục tiêu. Thế thì như vậy là việc đầu tiên là phân tích sản phẩm. Hai là tìm ra khách hàng mục tiêu. Và gì ạ? À? Và bán ở thị trường mục tiêu. Ví dụ bạn chuyên bán sách cho cấp 3. Thì khách hàng mục tiêu của bạn là học sinh cấp 3. Thì cái cửa hàng của bạn phải đặt ở thị trường mục tiêu. Tức là đặt ở cổng trường cấp 3 chứ. Bán sách cấp 3 mà này đặt ở cổng trường cấp 2 thì đứt rồi Đúng không? Đấy Bán truyện tranh sexy thì phải đặt ở đâu? Đặt ở cổng trường cấp 3 thì các anh mới chịu khó xem chứ Nhưng mà này đặt ở lớp 1 Úi giời thì nhà trường họ vả cho vỡ mồm Ví dụ như thế Thì như vậy là chúng ta đặt nhầm thị trường là chúng ta chết Cho nên là làm kinh doanh một là phân tích sản phẩm Cái này là của ông gì ạ? Cái này ông nào cũng phải học Truyền thông, marketing và sale thì ông nào cũng phải học hết Sản phẩm khách hàng mục tiêu và thị trường mục tiêu tất cả đều phải học cái này. À, sau đó là gì? À, để khách hàng tin tưởng doanh nghiệp thì bắt đầu xuất hiện phòng truyền thông như hôm nãy chúng ta chia sẻ. Thì xuất hiện cái phòng truyền thông thì ông phải nói về ai tốt, nói về người đứng đầu tốt. Đấy ví dụ ông đi truyền thông để ông đi tán gái chẳng hạn, ông phải nói về bố ông tốt chứ. Bây giờ có thằng tán gái này bảo là bố anh vừa ra tù chẳng hạn thì còn nói chuyện chết gì nữa? Nói về người đứng đầu chứ, đúng không? xong nói về doanh nghiệp tức là nói về gia đình nói về gia đình là nhà anh là bốn đời là đảng viên ví dụ thế xong nói về dòng sản phẩm đấy nhà anh là có bốn anh em đều tiến sĩ cả mỗi anh là đang thạc sĩ thôi Úi dời, có uy tín không đấy vai trò này là vai trò của chú truyền gì truyền thông vậy thì nói về người đứng đầu nói về doanh nghiệp nói về dòng sản phẩm vậy thì cái này đã bán chưa chưa chỉ tạo tâm lý thôi tạo tâm lý tạo tâm lý thôi, chứ chưa bán gì cả đấy rồi xong bắt đầu là để khách hàng tin tưởng sản phẩm có nhu cầu và biết điểm mua thì đây là vai trò của phòng marketing đấy, nếu không có cái bài giảng trước thì đến đây các anh chị không hiểu được thì nhiệm vụ của chú xây dựng điểm bán xây dựng chính sách và xây dựng quảng cáo đúng không tổng kết lại cho nó ngắn gọn xong đến để tư vấn được khách hàng tư vấn chi tiết thì phòng bán hàng phải làm mấy thứ một là hiểu sản phẩm hiểu khách hàng xong kết nối giá trị vì vậy ông nào muốn bán hàng thì phải nghiên cứu sản phẩm rất sâu và nghiên cứu tâm lý khách hàng rất là sâu ông nào muốn làm chăm sóc khách hàng thì ông đấy phải gì ạ hiểu chính sách bảo hành hiểu chính sách hậu mãi nếu mua lại hàng của mình thì sao rồi gì ạ chính sách thì chúng ta phải gì ạ phải có cái 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 chính sách giới thiệu với họ đấy thì chúng ta phải làm những cái thứ đó ừ rồi xây dựng chính sách giới thiệu cho người khác thì bắt đầu là mình mình, mình chuyển tải cho họ như vậy mỗi chú làm một việc đấy ông này quảng bá về họ hàng hang hốc ông này quảng bá về sản phẩm và điểm hẹn đúng không và à, tặng quà thêm ông này chịu trách nhiệm là gì làm mối kết nối cho nó nhanh đấy ông này chịu trách nhiệm là chăm sóc thêm cho nó hạnh phúc đấy như vậy là vai trò của từng chú nhưng cuối cùng một hệ thống kinh doanh này mà bán được hàng nhưng mà bị lỗ vốn thì làm sao? Có mà chết năn quay ra. Bán hàng phải có lãi vì mục tiêu bán hàng chỉ là phương tiện thôi. Và tiền chính là gì? Là chính. Vì vậy các ông bảo là em đi làm kinh doanh để kiếm tiền. Vậy làm tất cả những thế này xong phải có tiền. Đấy là lý do rất nhiều chú làm rất nhiều việc rất giỏi nhưng không có tiền. Vì chú không có khả năng quản trị Và cái này người ta gọi là quản trị kinh doanh Và quản trị kinh doanh là quản trị cái gì? Một là quản trị cái tổng giá trị mình bán được hàng hóa Tức là tôi bán cho anh vừa rồi tôi bán cho anh 10 cuốn sách Mỗi cuốn sách là 10.000 suy ra Anh phải trả tôi 100.000 Đấy là doanh thu Nhưng bán được 10 cuốn sách đấy thì được 100 nghìn nhưng mà tôi phải trả cái chi phí nhập hàng mất bao nhiêu, rồi chi phí quảng cáo mất bao nhiêu, chi phí gì ạ, à? À, vận chuyển sách về mất bao nhiêu, chi phí thuê mặt bằng trả mất bao nhiêu, vân vân và vân vân, thì tôi phải trừ đi chi phí. Giả sử à, cuốn sách đấy là tôi bán 10 cuốn được 100 nghìn, mỗi cuốn tôi nhập mà à, mất 5 nghìn, à, thì là tôi mất 50 nghìn như vậy là tôi còn 50 nghìn. Còn lại những 50.000 đấy tôi chi phí các loại xong thì tôi lợi nhuận được 20.000 Vậy thì tôi lấy doanh thu trừ chi phí bằng lợi nhuận ừ, Nhưng mà nếu có lợi nhuận được có 20.000 thôi nhưng mà bố mua sách của tôi bố nợ 30.000 cái tình trạng ở quê mà công nợ là nhiều đấy Tôi cả bán cả một cái đơn hàng 100.000 lãi được có 20.000 Mà ông nợ tôi 10.000 à, nợ tôi 30.000 thì tiền thực thu về bao nhiêu âm mất 10.000 tôi còn phải bù 10.000 vào phải có đủ tiền đi vậy có đủ tiền đi nhập hàng tiếp vì vậy là càng buôn không cẩn thận là càng buôn càng mất vốn <laughs> thì cái này là là, là kinh doanh nông văn rền là toàn bị chết cái này nha thưa các anh chị và phải tính được cái tiền thực thu về đút túi là bao nhiêu ví dụ thôi nếu tôi nãi 20.000 thôi thì anh nợ tôi 10.000 thì ít nhất là tôi cũng còn đút túi được 10.000. Chứ còn nếu mà anh nợ tôi 30 000 Thì tôi lại phải móc tiền nhà tôi bù vào đây 10 000 Thì tôi mới còn vốn để tôi kinh doanh Thì có mà sập tiệm Thì cái này người ta phải Cái này gọi là quản trị kinh doanh Và đây mới là quản trị Nhưng để nên đến tầng quản trị Thì các đại ca phải mò mẫm trong cái hệ thống này đã thưa các đại ca Vì vậy tôi thấy các trường đại học cao đẳng Họ dạy phát là dạy thẳng vào quản trị có quản em còn không quản nổi chứ làm sao mà quản được trị Vậy thì phải làm những cái thứ này đã Ví dụ anh chưa từng làm Anh có biết chi phí bao nhiêu là vừa không Anh chưa từng làm Thì anh có biết không biết chi phí Thì anh có lấy được cái này trừ lợi nhuận không Mà anh không biết lợi nhuận Thì anh cho nợ bừa bãi không Cho nợ bừa bãi thì là gì ạ Tiền thực thu về bị âm không Ờ, Để các bạn phải hiểu Là bạn phải lăn lộn trong cái đống này Và thời gian lăn lộn trong cái đống này Là của các chú ý thường rơi vào từ 3 đến 5 năm thì chú với lên tầm giám đốc và đây là vai trò của giám đốc kinh doanh là họ làm nhiệm vụ quản trị còn chúng ta làm mới vào nghề là chúng ta làm ở cái đoạn này gọi là quản em Đúng không quản em đã rồi mới sang quản trị hiểu không các đại ca Đấy, như vậy để các đại ca hiểu đây là sơ đồ tổng quan hệ thống kinh doanh như vậy tôi nhắc lại trong phòng kinh doanh gồm có mấy phòng 4. truyền thông marketing sale và chăm sóc khách hàng bốn phòng nha Tiếp Đích đến của hệ thống kinh doanh là gì? Là lợi nhuận và công nợ ít Lợi nhuận cao và công nợ ít Đấy Và nếu làm được hai cái câu chuyện này Thì hệ thống này được gọi là hệ thống Tốt Và nếu mà làm rất hăng say Mà lợi nhuận thấp và công nợ cao Hệ thống này vứt đi Càng làm càng ngu Thì đây chính là quản trị Còn đây là quản em Nhá, Để các anh chị nhắc lại vì vậy đây là sơ đồ tổng quan của hệ thống kinh doanh tuy nhiên tuy nhiên vậy thì cụ thể trong cái nghề truyền thông này là làm gì trong cái nghề phòng marketing này là làm gì phòng bán hàng này phải làm gì phòng chăm sóc khách hàng này phải làm gì và em cần tố chất gì thì em mới làm được những việc này thì các anh chị qua video clip tiếp theo trường huấn luyện doanh nhân ceo việt nam nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc website trường doanh nhân ceo việt edu vn hotline một tám không không năm bảy nhánh một hai